Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay có tựa đề là Con Chó Ba Chân. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu giờ Tuất nhằm 7 giờ tối, Lãng Yên Hạ đang tưng bừng mở hội. Ngoài sân đình bày cỗ bàn rất đến 20 mâm. Mấy chục bó đuốc gặp gió phực lên, xoay tỏ không khí ồn ào náo nhiệt, phía hàng túp người xôn xao ra vào. Tiếng chạm đi leng keng, tiếng chúc tụng con trai của ông Đồ mới đỗ chức thám hoa cất lên không ngớt. Suy chỉ có một bóng người tránh xa chốn phồn hoa ấy. Người đó chẳng ai khác ngoài ông Bưu, một người nông dân chân đất, đồng thời là một thợ săn ở trong làng. Xốc lại cái sọt tre đang đeo sau lưng, ông Bưu tìm một con đường vắng vẻ và rảo bước về nhà. Về tới nhà cũng là lúc bà Bưu ở trong buồng đi ra. Nhắc thấy bóng của chồng, bà vồn vã nói: "Thế em đi đặt bẫy về đó phải không? Nhanh đi tắm rửa thay quần áo, còn gia đình mà ăn hội. Cậu cử con trai công đồ đỗ tận thám hoa. Gia đình công đồ và dòng tộc Vũ Văn đang mở tiệc ở ngoài đó." Ông Bưu hạ cái sọt tre nặng nề xuống hiên, vẻ mặt không giấu nổi nét sốt sắng. "Hãy tạm gác lại cái việc đó bù nó ạ. Bù nó bỏ mấy cái con thỏ này ra, chuẩn bị theo tôi vào rừng ngay." Bà Bưu vừa từ trong nhà đi ra, trên tay là bát nước vối. Ngồi xuống bên cạnh, bà đưa bát nước cho chồng rồi dò hỏi bằng một giọng bông đùa: "Có cái sự gì mà sao thầy em vội vã vậy? Hay là thầy em thấy kho vàng hả?" Ông Bưu nốc nhanh bát nước, khẽ khà lên một tiếng sảng khoái rồi hí hửng đáp: "Còn hơn cả kho vàng. Tôi mới phát hiện ra một bãi ngô hoang. Theo dấu vết thì đã lâu không có ai bén mảng tới. Nhanh lên bù nó, chậm chân đã hỏng hết." Bà Bưu nghe lời nói đó thì sốt sắng đứng dậy. Mấy con thỏ mà chồng mới bẫy được, bà đem bỏ vào một cái chậu thau để là cẩn thận sốt sắng chuẩn bị. Nửa khắc sau: "Thế em ơi, thế đã chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên kẻo hỏng việc bây giờ." Tiếng của bà Bưu vọng lại từ ngoài sân với giọng điệu đầy thúc giục. Lục tục ở trong bếp, ông Bưu gói nhanh mấy nắm cơm và lá chuối, thủ theo dăm củ khoai luộc, cầm theo cái cuốc cái xẻng rồi vội vã đi ra. Bỏ nắm cơm và túi khoai vào con gánh của vợ, ông Bưu quay lại bếp một lần nữa, châm nhanh một đó đuốc tầm dầu hôi. Ông Bưu vội vã mồi lửa. Bó đuốc cháy sáng rực xoay sáng cả bếp mở tối, hắt lên khuôn mặt sạm đen với hai hốc mắt quầng thâm vì thiếu ngủ. Tiến ra sân ngoài, ông Bưu liền hỏi: "Quãng độ mấy giờ rồi bố nói nhỉ?" Bà Bưu liền đáp: "Đầu giờ Tuất hai khắc rồi, thì đi luôn hả thầy em?" Ông Bưu đưa bó đuốc cho vợ, miệng ngầm bừ tiến vào nhà, châm nhanh bi thuốc lào rồi rít đến tóp má. Ông nốc nhanh cốc nước xỏ thêm đôi giày rơm rồi tiến vào trong buồng, thủ thêm một con dao quắm đang đặt trên chạn bát. Ông Bưu đóng lại cửa nhà, gật đầu rồi hối vợ đi ngay. Thời gian lúc đó mới qua đầu giờ Tuất một chút. Trên con đường đất dẫn ra cánh rừng phía tây, sương mù đang bắt đầu răng răng, gió đêm cũng bắt đầu xe sắt rít lên từng đợt. Tầm giờ này người dân trong làng Yên Hạ đang tụ tập ở ngoài đình chè chén no say, lâu lâu mới có được bữa cỗ to, chẳng ai dại gì mà bỏ về sớm. Vậy mà trên đường làng, hai bóng người vẫn dắt díu nhau đi rất vội. Ngọn đuốc trong tay của ông Bưu xé toạc đi màn sương, chốc chốc lại bạt đi vì gió. Hai ba lần như vậy thì ông Bưu lại thốt lên một tiếng chửi thề, khạc một bãi đầm đặc quánh cổ rồi đập xuống đất. Bước chân càng lúc càng vội vàng hơn. Ông bà Bưu đều là người gốc gác của đằng này, lấy nhau được 20 năm và mới có với nhau một người con trai lên 8 tuổi đặt tên là Mẹo. Kinh tế trong nhà sớm đã thiếu ăn. Từ khi Mẹo ra đời rồi đến tuổi đi học thì càng lâm vào cảnh túng quẫn. Mằng trông bà Bưu nhai ra làm đủ thứ nghề, quần quật từ sáng cho đến tối mà vẫn phải giật gấu vá vai.
Có những đợt giáp hạt, cả nhà đành phải treo niêu. Toàn bộ tiền nong nuôi sống ba miệng ăn đều dựa vào một sào ruộng cạn, cộng với công việc săn thú đêm của ông Bill. Đợt này làng Yên Hạ mới đổi chánh tầm. Của chánh mới lên nhậm chức, vì muốn lấy lòng dân làng cho nên ra một sắc lệnh. Đó là hãy ai khai hoang được mảnh đất nào thì cứ cắm cọc rồi tùy ý sử dụng. Vì lẽ đó cho nên ngay trong đêm nay, ông bà Bill đã tất tả vào rừng. Chiều nay khi đi bẫy thú, ông Bill đã nhắm được một mảnh đất hoang khá thuận mắt. Nếu không nhanh chân để kẻ khác giành mất thì có mà cơm toi. Vì mảnh đất đó nằm cách khá xa làng, thành ra tầm giờ này hai ông bà đã bảo nhau khởi hành. Theo mỗi ánh lửa rọi sáng màn đêm, hai đôi bàn chân thoăn thoắt nhắm cánh rừng âm u mà đi. Hai bên đường thấp thoáng hình ảnh của mấy chục ngôi mộ vô chủ, lớn bé có bé, đang vùi mình dưới những mô đất lạnh lẽo. Một vài cái miếu nhỏ lập lòe sáng ma chơi, đèn nhang bên trong đã tắt lịm từ lâu. Trên tầng không tiếng gào ai oán của mấy con cú mèo đi ăn đêm, hòa cùng tiếng gió xe sắt, biến không gian trải dài thành một màu ảm đạm. Theo mỗi bước đi của hai vợ chồng tiến vào rừng sâu, giờ này chỉ có tiếng cò kè cốc ngoé kêu lên từng chập. Hàng trăm ngôi mộ vùi thân của kẻ bộ hành nằm rải rác dưới mỗi bước đi của cả hai. Lâu lâu ông bà lại đạp nhầm đến một mô đất. Tiếng thở dài ái ngại vang lên, rồi lại tiếp tục hành trình có chiều mau mải hơn. Đặt chân đến đầu cánh rừng, thời gian đã trôi sang đầu giờ Hợi. Đêm u ám, con đường dẫn sâu vào trong rừng, gặp đám đại thụ mọc ken, biến không gian già càng thêm phần u tối. Thứ ánh sáng duy nhất còn phát ra là từ bó đuốc trong tay của ông Bill. Đi theo trí nhớ của ông, cả hai xăm xăm vượt qua một con suối cạn. Đi thêm độ hai dặm đường mới tới mảnh đất chuẩn bị khai phá. Sương mù đã dần tan loãng, cảnh vật mù mờ đang hiện ra. Từ đầu con dốc ngó theo hướng tay của chồng, bà Bill nom thấy cách đó không xa, giữa một đám cây bụi tùm có một cây chòi canh nương cũ kỹ. Cây chòi đó ẩn nấp sau đám cây dại, rất khó mà nhìn thấy nếu không có ai chỉ điểm. Cổng chồng vạch đám cây dại tiến vào, bà Bưu nhận ra cây chòi cao độ đầu người, cách sàn mặt đất chỉ độ chưa đầy nửa thước. Độ cao như vậy chỉ để cho người canh ruộng tránh những loại thú dã nhỏ. Cả hai vợ chồng xăm xăm tiến về hướng căn chòi. Một cảnh tiêu điều cũ kỹ dần lộ ra trước mắt của bà Bill. Cỗ chòi đã chuyển sang màu đen khi mà soi đuốc lại gần. Trong chòi sực nức lên mùi nấm mốc và nhơ nhớp rất khó chịu. Cái chòi này hẳn là một cái chòi canh ruộng ngô vào mùa mà trước đây người chủ của nó đã dựng tạm lên. Chỉ có điều nhìn tình cảnh này thì bãi ruộng ngô này đã bị bỏ hoang đến mấy năm. Bằng không đám cỏ dại cũng chẳng thể mọc tốt được đến như vậy. Giữa không gian mù mờ, căn chòi tạo nên một cảm giác hơi u tịch. Cây màu đỏ phần phật của ánh lửa gặp gió với cái sắc tối đen của không gian khiến cho người ta nhìn vào chỉ muốn ngộp thở. Bởi những khung cảnh quá đỗi bí bách lại kèm thêm một mùi ẩm mốc làm cho bà Bill có chút đắn đo. Tuy nhiên sau khi nghe tiếng chồng dục, bà Bill cũng vội theo chồng vào căn chòi. Mùi bụi bặm mốc meo sộc ra làm cho bà ngắt hơi thúc thắng. Ông Bill đã chuẩn bị sẵn một đống củi ở đó. Sau khi châm nhanh đống củi, ông bảo vợ hạ cái quang gánh xuống rồi ngồi chờ trời sáng là bắt đầu công tác khai hoang. Ngồi xuống bên cạnh chồng, bà Bill thủ thỉ: "Thầy em này, cái mảnh đất hoang cạnh căn chòi này á, dễ chừng lên đến cả mẫu đấy. Xem ra thì khá bằng phẳng, đỡ tốn công phải săn lấp." Ông Bill đắc chí rồi bảo: "Bố nó nói đúng đấy. Nó là một bãi ngô bỏ hoang đã lâu rồi. Thậm chí cạnh đây còn có một con suối đầy nước, quá thuận lợi cho việc trồng trọt. Vậy cho nên là tôi mới hối bố nó đi thật sớm đấy." Bà Bill suýt xoa đáp: "Phải, thế em tính như vậy là đúng. Cái mảnh đất đẹp lại rộng rãi thế này, rơi vào tay của đứa khác thì xót ruột phải biết." Ông Bill cười lớn, dõi mắt nhìn ra màn sương mờ ngoài kia. Ông liền dục vợ: "Bà bỏ nắm cơm với muối vừng ra ăn đi. Đánh chén xong ngủ một giấc, mình dậy làm là vừa." Bà Bill hấp tấp làm theo lời của chồng.
Hai vợ chồng vừa ăn vừa khấp khởi mừng thầm. Ông Bill bàn tính với vợ sẽ cải tạo với lại xới luống trồng ngô. Nếu trời thương thì chỉ quá 2 tháng sẽ được thu hoạch. Khi đó cái ăn cái mặc trong nhà, tiền học hành của thằng cu con, tiền thuế má sẽ không cần phải lo. Và hơn hết ông Bill có tiền sửa sang lại căn nhà cho đàng hoàng, để vào khi mưa bão không cần phải đi trú nhờ ở đám nhà có tiền có của. Nhầm tính sơ qua một hồi, ông Bill bảo vợ ngả lưng tạm tại một góc nhà trước, khi mà chuẩn bị bắt tay làm việc lúc hừng đông. Nằm bên cạnh nhau, hai vợ chồng bàn bạc thêm một lần nữa. Viễn cảnh tương lai tươi đẹp được vạch ra qua miệng của ông Bill. Chốc chốc lại nghe tiếng cười để mãn nguyện của bà. Còn nói chuyện từng chừng kéo dài cho đến tận sáng ấy, bị xen ngang bởi một tiếng động lạ. Tiếng động đó nghe như là tiếng rên yếu ớt trong đêm trường tĩnh mịch. Ngay khi vừa nghe thấy thanh âm ấy, ông bà Bill cùng quay ngoắt nhìn nhau. Bà Bill cau mày rồi đoán: "Thế em này, nghe như là tiếng con chó đấy nhỉ?" Ông Bill gật đầu đáp: "Đúng là tiếng con chó con. Nhưng mà sao giữa chốn nước độc rừng hoang thế này lại có con chó con nó sinh sống?" Bà Bill thẳng thốt nhìn chồng: "Thế em ơi, hay là..." Ông Bill đưa tay lên ngăn lời nói của vợ, vì trong đầu của ông cũng đã dấy lên một dự cảm không lành. Là người gốc gác ở làng này, ông Bill hiểu một điều tối kỵ là không ngủ lại trong rừng vào lúc trời đêm muộn. Cánh thợ săn nói chung và dân làng Yên Hạ nói riêng đều truyền tay nhau một luật bất thành văn, đó là không qua đêm ở nơi rừng hoang núi thẳm. Vì làm như vậy là phải tội với thần rừng, sẽ bị ma rừng đuổi theo phá hoại. Khi đêm xuống, nếu như chưa kịp về làng, tốt nhất là nên tìm một cây chòi canh rẫy nào gần đó, chui vào đó đốt lửa để ngủ tạm. Nếu trốn trong chòi canh rẫy và có ánh lửa, lũ ma rừng sẽ không biết rốt cuộc trong chiếc chòi đó có bao nhiêu người. Vì vậy mà chúng không dám giở trò trêu chọc. Vì lẽ đó cho nên ngay khi đến đây, ông Bill cùng vợ của mình đã tự chất một đống lửa rất to và châm lửa. Giờ này khi nghe tiếng con chó rên ư ử trong màn đêm, ông Bill sực nhớ đến việc độc địa mà cách đây một tuần trăng ông đã chứng kiến. Đó là việc nhà bà Hào bị ma giấu ở trong rừng. Một tuần trăng trước, trong làng có bà Hào vào rừng hái măng. Vì gặp cơn mưa lớn, thành ra bà này phải trú tạm tại một hang đá. Đến khi mưa vơi bớt, bà này mới lục tìm đường để trở về. Mãi đến tận khuya vẫn còn chưa thích trở về. Con cháu trong nhà hoảng hốt nhờ vả dân làng và ông Bill cùng đoàn người đi tìm kiếm. Cả làng đốt đuốc đi tìm cả đêm quanh bãi mương nhưng không gặp. Đến khi trời vừa hửng sáng, người ta phát hiện bà Hào đang bị kẹt dưới bụi tre trong tư thế đứng, mắt mở trừng trừng, mặt mũi thì ngây dại, tóc ướt đẫm vì sương. Và đáng sợ nhất là trong miệng của bà ta có rất nhiều phân bò khô trong miệng, và hình như bà ta đã nuốt nhiều thứ vào trong bụng. Nghĩ đến đây, ông Bill không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ đêm nay đám ma rừng lại tìm đến đây để quấy phá vợ chồng của ông? Nhưng mà tiếng chó kêu ở ngoài kia nghe thê thiết quá, làm cho ông Bill cảm thấy bồn chồn. Chụp lấy con dao quắm vào một cây đuốc, ông Bill bảo gan đứng dậy tính kiểm tra xem sự tình ra sao. Nhưng mà vừa đứng lên thì bà Bill đã kéo tay giật chồng của mình lại. Bà nhìn chồng với lại con mắt ưu tư và khẽ lắc đầu. Ông Bill mỉm cười trấn an vợ rồi khẽ gật đầu. Đoạn mạnh bạo đi thẳng ra khỏi căn chòi. Thế bất an, bà Bill cũng rút vội một cái thanh củi đang cháy rừng rực và bén gót theo chồng. Tiếng sàn chòi bằng gỗ kêu lên kèn kẹt theo mỗi bước chân mang theo sức nặng của cả hai vợ chồng. Trong đêm đen, bó đuốc và thanh củi rực sáng dọa lên hai khuôn mặt đang lộ rõ nét căng thẳng. Hai vợ chồng cùng dõi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động ở một gốc đại thụ không xa. Nuốt nước miếng đánh ngực một cái, ông Bill hít một hơi thật dài rồi xăm xăm tiến lại. Con dao quắm thủ thế trong tay của ông được nắm rất chặt. Xong mới dõi đuốc về hướng ấy, ông Bill giật mình thẳng thốt kêu lên: "Bố ơi, lại đây mà xem này." Bà Bill đang trong tâm thế cảnh giác, nghe tiếng của chồng reo lên, bà cảm tưởng mình mới trút đi được một tảng đá đè nặng trong lòng. Vội vàng rảo bước tiến chân lại,
Ngay khi ngó mắt tới thì bà cũng không khỏi sửng sốt khi thấy một con chó lông trắng nhỏ bé đang nằm bẹp ở đó. Con chó bé bằng cẳng chân, lớp lông trắng dính đầy đất cát và tiếng rên yếu ớt vang lên khẽ khẽ. Cắm thanh củi xuống một đoạn khoảng đất còn hơi ẩm sương, bà vội vàng bế con chó lên rồi giọng bàng hoàng: "Thế em ơi, sao con chó này nó lại nằm ở đây?" Ông Bill liền hối vợ: "Đem nó vào trong chòi đi rồi tính." Hai vợ chồng tất tả bế con chó vào trong chòi. Bên đống lửa cháy đượm, cả hai bàng hoàng khi thấy con chó chỉ có ba chân. Một chi trước của con chó bị cụt nên sát lớp da bụng, có lẽ bị dị tật bẩm sinh. Ngoài việc đó, con chó này lại cụt đuôi, hai tay vểnh lên và cặp mắt ánh lên màu nâu đồng. Toàn thân của con chó này phủ một lớp lông trắng. Ba chân của nó có ba đám lông đen kéo dài cho đến đầu gối, hình tướng nom khá là kỳ quái. Thế bộ dạng này, bà Bill không khỏi hoang mang. Riêng ông Bill, chồng của bà, thì lại khởi tâm thương xót. Ông lấy manh áo cũ trong quang gánh, đem ra lau hết đất cát quanh đớp lông rồi nâng lên để ngắm nghía. Con chó dừa là mới mở mắt chưa lâu, toàn thân đang không ngừng run lên từng cơn. Bỏ con chó vào manh áo, ông Bill đặt nó nằm cạnh đống lửa rồi trầm ngâm: "Chả hiểu tại sao nó lại ở đây, đúng thật là kỳ quặc mà." Bà Bill cũng chung suy nghĩ với chồng: "Thế nó ơi, hay là..." Ông Bill hiểu vợ đang định nói gì, xong ông cười hiền rồi trấn an: "Thôi kệ nó bà, dẫu sao thì nó cũng là con chó con, mình cứu nó cũng coi như để đức cho con mình. Mà bà nó xem này, cái con chó này nó cũng tướng đẹp lắm đấy. Đây này, toàn thân của nó giặt là một màu lông trắng, trên hai mắt của nó có lông xoáy lại, trông giống như là hai con mắt nữa. Vì cái xoáy cùng màu lông cho nên khó nhận ra, phải nhìn kỹ mới thấy được. Ba chân của nó đều có lông đen, các cổ xưa hay gọi là giống bạch cầu tam hắc, mình thì quen miệng gọi là chó đi tất đâu bà. Cái giống này lớn lên nó cái nhà tốt lắm." Nghe chồng nói như vậy, bà Bill cũng căng mắt nhìn và nhận ra lời của chồng mình quả nhiên không sai. Vốn đều là người hiền lương, hai ông bà đồng lòng sẽ nuôi con chó này, chí ít là khi nó lớn lên cũng cho nó canh chòi ngô, coi như là cũng có ích. Nằm cạnh đống lửa được một lúc, con chó đã bớt run lên phần nào. Nó ngước mắt nhìn lên hai ông bà Bill đăm đăm rồi rên lên ư ử đòi ăn. Ông Bill cảm mừng bảo vợ đem cho nó ít nắm cơm để nhai, đoạn nhè ra cho con chó ăn. Con chó con vừa ăn vừa nhìn hai ông bà rồi lại cuộn mình nằm im không động cửa. Ông bà Bill cũng bảo nhau ngả lưng cho đại sức. Trời vừa hừng sáng, ông bà Bill bắt tay vào làm việc ngay. Hùng hùng từ đầu giờ Mão, hai vợ chồng chia nhau ra làm việc. Trong khi mà bà Bill dùng liềm cắt cỏ, lấy dao chặt cây dại, thì ông Bill dùng cuốc bắt đầu giữ đất. Từng tảng đất dưới sức vóc của ông được lật lên, từng viên gạch được bà nhặt gom lại một chỗ. Con chó ba chân đêm qua còn ốm yếu làm vậy, mà nay cũng lon ton chạy ra để nghịch đất. Con chó cứ bám lấy bà Bill, chốc chốc lại dụi đầu vào tay của bà làm nũng. Hai ba lần như vậy, bà Bill phải đem nó vào trong chòi rồi đóng cửa lại. Đến đúng chính ngọ, cả hai mới chịu nghỉ tay. Hai người một chó lại chia nhau ra cơm ăn. Ngồi bạc mặt tại một gốc đại thụ râm mát, ông Bill phanh hết cúc áo, vừa quạt phành phạch vừa tu bổ nước. Trong khi đó, bà Bill bỏ mấy củ khoai luộng và ngay nắm cơm muối vừng trong thúng ra rồi ngồi ăn với chồng. Còn chó ba chân cũng được hưởng sái. Cũng may không khí trong rừng âm u, nắng cũng bớt gắt cao, cho nên ông bà không mấy tốn sức. Nghỉ ngơi được một lát, ông Bill lại hối vợ bắt tay vào làm. Hai vợ chồng kẻ đỡ đất, kẻ chặt cỏ, mà trong lòng ai nấy đều mừng rơn. Tương lai tươi sáng như vậy đang bày ra trước mắt, khiến cái liềm trong tay của bà Bill nhanh hơn, khiến cho cái cuốc trong tay của ông Bill cũng mạnh bạo, và khiến cho cơn mệt mỏi cũng bay theo những tiếng cười sảng khoái. Đang gồng sức cuốc đất thì đột nhiên ông Bill giật mình khi nghe tiếng con chó sủa lên inh ỏi. Ngoái đầu nhìn sang bên một bờ đất gần đó, bên cạnh gốc cây xoan rừng, ông thấy con chó đang nằm bò ra. Cây chân bé xíu đang không ngừng cào đất. Cây mũi màu đỏ hồng cũng liên tục chũi xuống như phát hiện ra thứ gì đó. Tưởng con chó này bày trò nghịch ngợm, ông Bill cũng chẳng để tâm,
vung cuốc thêm hai lần nữa. Ông Bill tiếp tục dừng tay vì thích con chó đang tiến đến cắn gấu quần của mình. Hàm răng bé nhỏ cắn nhẹ rồi giật mạnh. Đoàn con chó tập tĩnh đi lại vị trí ban nãy rồi tiếp tục sủa to, hệt như ra hiệu cho ông. Thế là ông Bill quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt rồi vác cuốc tiến lại. Con chó ba chân đột nhiên thay đổi thái độ. Nó nhảy ra xa lắc lắc cái bụng như đầm bừng dữ. Ông Bill tò mò vung cuốc đúng vị trí con chó mới đào. Ông Bill đang hăng máu vùng cuốc chợt khựng lại. Nhát cuốc vừa giờ hình như chạm vào vật cứng cho nên bật ngược lại, khiến cho cánh tay của ông tê dần. Đoán chừng dưới đó có đá cứng, sờ mẻ lưỡi cuốc, ông Bill vội lấy cái xẻng sắn xuống, nhẹ nhàng tính lấy cục đá lên. Ông mới lần thứ vật lấy lên. Ông Bill chợt giật mình buông xẻng, thằng thốt ngồi thụp xuống. Ông dùng tay trần gặt đất đi và nâng niu thứ vật ấy trong tay. Hoảng hốt quay lại sau, ông run giọng gọi: "Bà nó ơi, lại đây nhanh lên." Bà Bill đang cắt cỏ nghe thấy giọng điệu để hối thúc của chồng, bà tá hỏa chạy vội tới. Thấy trong tay của mình là một cái hộp gỗ dính đầy đất cát lấm lem, bà liền vội hỏi: "Cái gì thế ông? Đào được ở dưới đất phải không?" Ông Bill hạ cái hộp xuống, đôi tay khô gầy thoăn thoắt phủi đất cát rồi xăm soi cho thật kỹ. Cái hộp hình chữ nhật to hơn lòng bàn tay và làm bằng thứ gỗ thượng hạng. Bên ngoài khắc hoa văn hình con phượng rất bắt mắt, kèm theo đó là một vết hằn do nhát cuốc ban nãy tạo nên. Xuân dậy mở cái hộp ra, ông bảo Bill đồng loạt ổ lên. Bên trong cái hộp với lớp vải điều đỏ tươi ấy là một cái vòng cẩm thạch được làm bằng thứ ngọc lục bảo đất đỏ. Lao vội tay vào vạt áo, ông Bill nâng cái vòng lên dưới ánh mặt trời. Cái vòng đem lại một cảm giác mát lạnh khi chạm vào da thịt. Cả đời của ông bà nào có biết ngọc ngà là gì, chỉ cảm nhận cái vòng có một giá trị không hề nhỏ. Run rẩy cầm cái vòng như cầm cả tính mạng, bà Bill bần thần ra mặt. Mấy giây sau thì hoàn hồn trở lại, bà lắp bắp rồi bảo: "Ông ơi, của báu đây." Ông Bill cũng nghe tiếng tim của mình đập bình bịch. Ở làng này 3 năm trước có gia đình ông Phú đi khai khẩn đất hoang. Lúc cày đất cũng cày lên được một con rùa cổ. Sau khi bán con rùa ấy cho mấy thương buôn ở dưới tỉnh lỵ, gia đình của ông Phú cuốn gói đi khỏi làng, xuống tận huyện Nha mua căn nhà 5 gian sinh sống. Dạo đấy là vì chỗ bạn thâm giao, trước khi rời làng ông Phú đã rộng lượng mang 10 quan tiền tặng ông Bill và đem bí mật động trời đó kể lại. Bí mật 3 năm đó ông Bill còn nhớ rõ một một. Phải chăng hôm nay đến lượt ông cũng được hưởng cái phúc ấm ấy? Đem cái hộp gỗ vào trong chòi giấu, ông Bill không quên xoa đầu con chó rồi lại tiếp tục giữ đất. Mà đến sầm tối khi công việc đã hòm hòm, hai ông bà mới gác cuốc xẻng và bảo nhau về ngay. Phần vì thời gian đất đổ sang đầu giờ Dậu cho nên trời đất sầm sầm tối, phần vì ông muốn đem cái hộp này về nhà ngay. Sau khi đánh dấu mảnh đất đang nằm dở để kẻ sau còn biết đã có chủ, hai ông bà tất tả ra về. Trên đường về, bà Bill liền lắp bắp bảo: "Ông nó ơi, xem chừng cái vòng này đắt đỏ lắm đấy. Ông nó đã tính thế nào chưa?" "Tôi tính rồi. Mình nhờ cụ Nghị ở làng mình qua xem cho. Cụ ấy là tay chơi đồ cổ, lại là người hiền lương nên chắc chắn sẽ giúp. Chứ không như đám lão khâm đấy, chắc chắn sẽ ăn đầu ăn đuôi của mình." Bà Bill gật đầu đánh rụp, hai thân ảnh dạo bước đi trên con đường rừng với tâm trạng hồi hộp. Về đến làng, thời gian đã trôi qua giữa giờ Dậu. Sau khi đem cái hộp giấu vào trong tủ quần áo, ông Bill dặn vợ ngồi canh nhà, trong khi tự thân ông mới đi cụ Nghị sang thẩm định. Bà Bill gật đầu đồng tình. Xếp lại dụng cụ vào trong bếp, bà bế con chó ra sân giếng sau nhà để lau lại lớp lông cho nó. Về phần của ông Bill sang đến nơi thì con dâu của cụ Nghị bảo cụ đi xem hàng ở tổng bên từ 3 hôm nay, nhanh thì sáng mai mới về đến nhà. Ông Bill đánh tiếng nhờ người con dâu nhắn lại với cụ rồi tất tả bỏ về với bộ quần áo còn dính nguyên đất cát. Càng về tối chẳng hiểu sao tiết trời lại càng oi nồm. Ông Bill vừa đi vừa phanh ngực áo rồi lẩm bẩm: "Mùa thu năm nay quái lạ quá thôi." Càng về đến gần con ngõ vào nhà thì cảm giác oi bức khó tả như càng được nhân lên. Về tới nơi, ông Bill giật mình khi thấy con chó đang ngồi lù lù ở sân.
mắt đăm đăm nhìn vào trong nhà. Ông xoa đầu con chó rồi gọi nó vào trong. Và đến nơi thì vợ đang lúi húi quét dọn. Ông Bill nhón chân tiến lại, vòng tay ôm vợ. Thế nhưng vừa chạm vào người của bà, chợt ông có một cảm giác, một làn hơi lạnh xộc thẳng vào người, và có một mùi hôi thối kỳ lạ xộc vào mũi của ông. Ông Bill nhăn mặt vội buông người vợ ra rồi thẳng thốt: "Chết thật đấy, sao mà người buôn nó lại lạnh cóng thế này?" Bà Bill cũng giật mình quay lại. Bà đáp lại lời của chồng với một vẻ mặt ngơ ngác: "Thế em nói cái gì mà lạ vậy? Trời đang nóng hầm hập ra, lấy đâu ra mát với chả lạnh. Mà cụ Nghị đâu? Sao thế thầy em về có một mình?" Ông Bill bày rõ nét thất vọng: "Con Miền nó bảo là cụ đi xem hàng ở tổng bên, nhanh thì sáng mai mới về tới. Tôi dặn nó khi nào cụ về thì sang nhà mình ngay." Bà Bill làm vẻ mặt niềm nở. Bà ngồi đối diện chồng hí hửng, giơ cẳng tay lên rồi hỏi: "Thầy em xem này, có đẹp không?" Ông Bill giật thót mình rồi bảo: "Trời đất ơi, sao buôn nó lại đeo cái vòng này?" Bà Bill thấy thái độ của chồng thì nói dỗi: "Thế em làm gì mà cáu gắt với em? Em chỉ đeo thử một lát rồi em tháo ra cất ngay mà." Ông Bill cất gầm hơn: "Buôn nó cất vào ngay cho tôi đi, nhưng ai thấy thì phiền lắm. Làng này nhà liền nhà tay vách mạch rừng, hở ra là một đồn 10 10 đồn trăm. Chứ nó kháo nhau mình đào được cổ báu là chết." Bà Bill giật mình: "Chết thật, em đành đoảng mà vô ý quá, để em cất ngay." Nói rồi bà Bill đi vào trong buồng. Ông Bill chờ vợ cất xong cái vòng rồi hối vợ nấu tạm ít cơm gạo đỏ và luộc mớ rau muống. Thằng cu Tẹo học hành và ăn ngủ bên nhà ông Đồ. Có hai vợ chồng qua loa sao cũng được. Nhất là hôm nay niềm vui sướng khi đào được của báu làm trông chẳng còn tâm trạng nào lo chuyện cơm nước. Tối hôm đó ăn xong, hai vợ chồng đóng cửa cài then. Con chó con được ông bà cho nằm ở ổ rơm ở dưới bếp. Hai ông bà quyết định nuôi con chó và đặt tên cho nó là Tam, hàm ý là chỉ có ba chân. Nằm bên nhau, cả hai đều cảm thấy hồi hộp vạn phần. Nếu cái vòng đó quả thật là vật báu, ông Bill nhầm tính sẽ có một số tiền lớn. Ông sẽ sửa sang lại căn nhà, mua thêm một cặp trâu tốt, tậu thêm mấy mẫu ruộng để làm ăn. Đời ông như vậy là sang trăng mới, dì dầm vẽ ra một tương lai tươi đẹp. Mất một lúc rất lâu, cả hai mới có thể chợp mắt. Từng canh giờ kinh như vậy chậm chạp trôi qua trong không gian im ắng. Cho đến tầm nửa đêm, ông Bill chồng mình thức dậy đi tiểu, thắp cây đèn dầu trong buồng lên. Ông Bill mắt nhắm mắt mở lần ra nhà sau, kiếm đại một bụi cỏ gần đó. Ông Bill vạch quần để chút bầu tâm sự. Đêm nay trời u ám quá, mọi thứ chung quanh như là một bức tranh lờ mờ, hòa vào tiếng gió vi vu trong đêm vắng, làm cho những tán lá chuối mọc cạnh cái ao vỗ vào nhau kêu lên xào xạc. Đang sung sướng giải quyết nỗi buồn, ông Bill chợt giật bắn mình khi nghe những âm thanh kỳ lạ vọng về theo gió. Lẫn trong đó là tiếng của con Tam. Chàng âm thanh lúc đầu nhỏ sau lớn dần dội thẳng vào óc. Từng tiếng rắc rắc dội thẳng vào tâm trí của ông. Ông Bill tiểu vội buộc lại cái chun quần trước khi tiến ra sân trước, nơi phát ra tiếng động kỳ lạ. Ra đến nơi thì ông Bill đứng xoẽ mắt nhìn ra ngoài cổng. Lẫn trong màn sương mỏng đang bủa vây và tiết trời mù mờ như là một tấm mạng đen che mắt, một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi của ông. Như có một sức mạnh vô hình bắt ông nhìn chằm chằm ra ngoài cổng, nơi có cây xoài khẳng khiu đã rụng gần hết lá. Thấp thoáng ngay ngoài hàng rào cũ ọp ẹp, ông Bill thấy lờ mờ xuất hiện một thân ảnh người đàn bà, quần áo rách rưới, khuôn mặt sưng phù cực kỳ quỷ dị, đang giơ tay lên vẫy. Ông Bill kinh hãi ú ớ giật lùi mấy bước rồi dụi mắt điện nhìn. Lần này ông chẳng thấy ai ở đó, chỉ có một con hình nhân bằng giấy mà kẻ ác ôn nào đã cắm ngay ở hàng rào. Bực dòng tiến thẳng ra, ông Bill rút con hình nhân rồi ném xuống đất, đậm cho bẹp dí lại. Tiền chân đá luôn sang bên kia đường, miệng không ngừng nguyền rủa kẻ mất dạy nào chơi xấu nhà ông. Đang theo tâm trạng bực bội trở vào nhà, ông Bill đặt cái đèn lên bàn, xiết nhanh một điếu thuốc lào vì miệng mồm cảm thấy nhạt thích. Nước vội ngụm nước, ông đi thẳng vào trong buồng, ngồi trong tấm mùng buông rủ. Bà Bill vẫn điềm nhiên ngủ say.
Sực nhớ đến cái vòng quý ông lục tục moi ở đáy tủ lên, mở hộp ra cái vòng vẫn còn ở nguyên vị trí cũ. Trong đêm mở tối, cái vòng phát ra thứ ánh sáng xanh lam dịu mắt để mê hoặc. Ông Bill đóng hộp lại, cẩn thận đem lên để đầu giường, cạnh gối nằm ngủ mới an tâm mà ngả lưng. Đợi chừng một khắc sau, khi mà chìm vào giấc ngủ, ông Bill choàng tỉnh lần thứ hai khi nghe tiếng ken két như là tiếng nghiến răng. Mở chừng hai mắt, phía trước mặt ông, thành giường với lớp sơn sáng bóng phản chiếu bóng ông ở trong đó. Ngay lập tức ông Bill nghe tim của mình quặn lên một nhịp, cảm giác rợn rợn và lạnh buốt nơi sống lưng choán ngợp tâm trí của ông. Bởi lẽ ngay phía sau bóng của ông có một bóng người đang mặc đồ trắng, mái tóc xõa rũ rượi với một làn da xanh xao như là người bệnh, đang từ từ nhô lên sau lưng của ông. Ông Bill hốt hoảng quay ngoắt lại. Chẳng có ai ngoài bà Bill đang yên giấc, gian buồng chìm trong một vẻ im ắng tĩnh mịch. Ở bên ngoài ô cửa sổ cũ mềm, gió vẫn rít lên từng cơn xe sắt. Vàng trong từng làn gió ấy có tiếng chim đợn kêu thét lên từng hồi. Ông Bill chìm trong mớ suy nghĩ hoang mang mất một lúc lâu. Thời gian trôi qua bao khắc ông không còn rõ nữa, chỉ biết mồ hôi vẫn còn không ngừng đổ ra từng đợt. Thêm một lúc trôi qua, cho rằng bản thân đang gặp ảo giác, ông Bill mới an tâm hạ lưng nằm xuống. Nhưng mới hạ mình nằm xuống, ông Bill lập tức bị bóng đè. Tứ chi của ông tê cứng nặng nề như đã đeo hàng tạ đá. Trái tim của ông như là muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực. Hai mắt của ông trợn tròn với cảm giác có thứ ma quái nào đó đang lần nhần nằm sau lưng của ông. Cái cảm giác đó cực kỳ rõ rệt chứ chẳng phải là mơ. Toàn thân của ông Bill chết cứng, mồm há lớn, hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào thành giường như là một tấm gương phản chiếu. Tứ chi không nghe theo sự điều khiển của não bộ. Ông Bill hãi hùng tính quay sang gọi vợ, thế nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần thứ hai trong đời choáng ngợp lên tâm trí của ông. Bên trong thành giường ngoài bóng của ông còn phản chiếu một bóng trắng trong đó. Chính xác hơn là ngay phía sau lưng của ông có một bóng người mặc đồ trắng từ từ động đậy. Cái bóng trắng đó nằm sau lưng của ông rồi từ từ ngồi dậy. Cái cổ vặn sang bên phải, nhìn thẳng vào mặt của ông, ngay sau lưng của ông. Ông Bill hoảng kinh định quay người lại, muốn bật người dậy nhưng chân tay cứng đờ. Ông cố hết sức bình sinh để vùng dậy. Cánh cửa bị gió thổi lộng ra giật tung, đập vào tường khiến cho hai vợ chồng ông Bill bừng tỉnh. Ông Bill thét lớn lao xuống khỏi giường, mồm thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Trong khi đó thì bà Bill hú hồn choàng tỉnh. Bà vội vàng vén mùng, với tay buộc nhanh cánh cửa sổ rồi cài lại. Thằng Thốt quay sang nhìn chồng, bà liền run rẩy. Thế em ơi, làm sao mà hét ầm lên như vậy? Ông Bill mặt mày tái dại, ông run rẩy nói với giọng lạc thần. Thôi mời thì mà, kinh lắm nó bù nó ạ. Bà Bill thương tình kéo chồng ngồi xuống thủ thị động viên. Thế trời còn khuya quá, bà dục chồng đi nằm. Một lúc khi mà tâm trạng bình ổn hơn, ông Bill mới yên tâm nằm xuống. Lần này ông bảo vợ vẫn sáng ngọn đèn dầu hơn. Ông vòng tay ôm lấy vợ giúp vào người của bà, làm cho bà Bill cảm thấy nhột nhột, bật cười khanh khách. Qua thêm một lúc lâu sau khi thời gian đã đổ sang đầu giờ Sửu, bà Bill lại chìm giấc ngủ một lần nữa. Riêng ông Bill thì vẫn còn đang thức. Đang chìm trong mớ suy nghĩ bất an, ông Bill lúc này tối tăm mặt mũi khi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt xuống trán của mình. Từng giọt lạch tành rơi xuống thẳng trán, bắn cả ra mũi miệng và sộc lên một mùi tanh nồng. Ông Bill hoảng hốt đưa tay quệt trán rồi giơ lên. Qua ánh đèn dầu cháy đượm, ông nhận ra thứ chất dịch nhấp nháp kia bốc mùi tanh hôi là máu người, một màu đỏ tươi để chết chóc. Chầm chầm ngẩng đầu lên, ông khiếp đảm khi nhìn thấy trên xà nhà bóng của một người đàn bà mặc đồ trắng đang ôm quắp lấy thanh xà gỗ bằng gỗ. Một bên cẳng tay của bà ta bị đứt lìa, máu chảy ròng ròng bết vào ống tay áo, nhỏ xuống chán ông từng giọt. Mái tóc đen xõa ra khuất cả nửa khuôn mặt, đôi mắt lại trợn trừng chỉ còn lòng trắng. Ông Bill hoảng hốt vùng dậy chạy bắn sống bắn chết ra ngoài. Vô tình chân của ông bị vướng phải cửa buồng làm trông ngã nháo nhào. Ông ngất liệm đi trong tiếng thét kinh hoàng và nỗi sợ hãi đã đến đỉnh điểm.
Tiếng chó chu nhấm nhẳng trong đêm đen cộng với tiếng gọi hoảng hốt của bà Bill khiến cho ông tỉnh lại. Ông Bill hoảng hốt bấu lấy tay của vợ, thở rít lên từng tiếng nặng nhọc rồi chăm chăm nhìn lên thanh xà gồ. Chẳng hề có bóng ma nào cả. Ông loạng choạng ngồi dậy, khẽ thở hắt ra vì trong buồng ngoài vợ chồng ông thì chẳng có ai. Xe vợ đi múc cho mình một chậu nước. Ông Bill vội vã rửa mặt, lại cẩn thận kỳ thật kỹ chán trước con mắt ngạc nhiên của vợ. Nước lạnh khiến cho ông tỉnh táo hẳn ra. Thế nhưng cơn sợ hãi mới trải qua vẫn làm trông chưa hoàn hồn. Vừa rửa mặt ông vừa tự đặt ra câu hỏi. Căn nhà thừa hưởng từ đời thầy mẹ tính đến nay đã 10 năm dầm. Xa hơn là đã hơn 40 năm ông sống ở đây, chưa bao giờ ông Bill gặp ma. Vậy mà từ lúc đem cái vòng về nhà, cảm giác ma quái cứ đeo bám không rời. Nghe đến đây tim của ông lại thắt lên vì sợ. Từ đó cho đến sáng ông chẳng dám chợp mắt, cứ ngồi thẫn thờ dõi mắt nhìn ra ngoài cổng. Bà Bill thương chồng cho nên cũng chẳng buồn đi nằm. 20 năm về làm vợ của ông nên bà đã quá hiểu tính của chồng. Ông Bill là một người cứng cỏi, chưa bao giờ lộ ra nét sợ bao giờ. Vậy mà hôm nay thấy chồng cứ run lên bần bật từng cơn, mặt dại đi cắt không ra hạt máu, thì ắt hẳn giấc mơ mà chồng bà trải qua là vô cùng đáng sợ. Bắn đi mấy canh giờ sau, khi mà trời đã tan tảng sáng, ông bà Bill vẫn còn ngồi thẫn thờ thì chợt tiếng chó sủa vang. Liền sau đó là tiếng cụ Nghị cất vào rồi gọi. Ông bà Bill nhìn nhau rồi chạy vội ra để mở cổng. Mới mở cánh cổng ra, nhắc thấy mặt của cụ Bill, ông cụ đã nhau mắt lại rồi hỏi. Chết thật đó, sao mà mặt của nhánh xanh xao như người bị bệnh thế? Ông Bill gãi đầu bịa đại ra một lý do. Dạ bẩm cụ, nhà con đêm qua hơi khó ngủ, mời cụ vào trong nhà cho con thư chuyện ạ. Ông cụ Nghị gật đầu chống ba tong rồi dậm bước chân theo vợ chồng ông Bill vào nhà. Vừa ngồi xuống bàn đón lấy cốc trà nóng, cậu Nghị đi thẳng vào vấn đề. Thế vợ chồng nhà anh gọi ta sang đây có việc gì gấp vậy? Mới về tới nhà là con Miền nó bảo sang ngay, hay là đào được của báu cần ta giám định? Ông Bill lúc này xoa hai bàn tay vào nhau rồi gật đầu. Dạ bẩm đúng à, quả là có việc như thế. Đoạn quay sang dục vợ. Buồn ở đâu, đem cái vòng ra đây cho cụ xem. Bà Bill tất tả đi vào trong buồng, một lát sau đem cái hộp gỗ. Mới thấy cái hộp đặt trên bàn, cụ Bill đã xanh mặt. Ở đâu mà nhà anh có cái hộp này? Thế nét mặt xanh mét cùng giọng nói đầy tính nghiêm trọng, ông bà Bill bối rối nhìn nhau. Sau cùng ông Bill tự chấn an rồi thú nhận. Bẩm cụ, vợ chồng con đi khai hoang một cái ruộng ngô cũ ở trong rừng, vô tình đào được đấy. Chẳng hay cụ biết gốc gác của nó. Cụ Bill mở nhanh cái hộp, cầm cái vòng lên tay rồi cảm thán. Nó đây rồi, đúng là nó. Ông bà Bill ngơ ngác nhìn nhau. Cụ Nghị sau khi buông mấy câu thở dài thì bèn bảo. Nó là cái vòng mà mẹ quan tầm trấn vùng này hay đeo lúc còn sống. Quan tầm trấn là nhà ta đi tìm và tặng bà cụ đúng vào cái dịp đại thọ 80, cách đây tròn 4 năm. Bên trong cái vòng này có khắc tên của bà cụ ấy đấy. Ông Bill hoảng hốt nhìn chung quanh. Đón lấy cái vòng cẩm thạch, ông Bill giơ lên ngang tầm mắt rồi lẩm nhẩm đọc. Hoàng Thị Nhạn, đúng rồi, là tên bà cụ thân sinh ra quan tổng trấn. Dạo hạn hán năm Dậu, vợ chồng mình còn được lĩnh gạo do cụ ấy phát trần cứu đói mà. Ông cụ Nghị quấn một điếu thuốc dê, châm lửa rít một hơi thật mạnh. Ông cụ bùi ngùi rồi bình phẩm. Cái dạo còn trẻ bà cụ ấy cũng là chỗ quen biết với ta. Bà ấy nhan sắc vô cùng xinh đẹp, là con nhà gia giáo khá giả, lớn lên về làm vợ quan tổng trấn tiền nhiệm là ông Hinh. Bà ta tính tình hiền lành hay làm phước, cứu giúp cho người nghèo. Xét hẳn với lại ông chồng độc ác, chỉ biết vơ vét của cải bất chính, đời thường oai oăm như vậy đó. Khỏi phải nói thì vợ chồng anh cũng biết một sự thật rành rành. Ấy là dân trong làng trong tổng này, ai cũng quý trọng bà cụ. Vậy mà... Ông cụ Nghị thở dài một hơi, hướng đôi mắt u sầu nhìn vợ chồng ông Bill rồi chép miệng. Người tốt thì hay khổ. Bà cụ tuy mất năm 83 tuổi, nhưng mà lại chết trong tình cảnh thê thảm lắm. Vào một đêm mà tự cướp nó rình lúc con trai của cụ là quan tổng trấn đương nhiệm, cộng với lính dõng đi khỏi phủ. Chúng vào nhà cướp chém chết bà cụ ngay ở trên giường.
Cái lúc mọi người kéo đến thì nhìn thấy bà cụ đã chết, đầu bị chặt đìa. May mắn sao mà chúng nó chưa kịp vơ vét gì, đám Tuần Linh nó đi ngang qua nó phát hiện. Chỉ hận một điều là không bắt được thủ phạm thôi. Nghe xong câu chuyện, ông Bill rùng mình, dúi vội cái vòng cho cụ nghỉ. Bẩm cụ, tại sao cái vòng của mẹ quan tầm trấn lại nằm ở bãi đất hoang sâu trong rừng? Cậu Nghị đặt cái vòng vào trong hộp, nhâm nhi một ngụm trà rồi âu sầu bảo. Bà cụ mất năm rồi, vì là chỗ tâm giao nên ta có đến viếng. Thế quan tổng trấn táng theo bà cụ rất nhiều vàng bạc, cho nên ta có ý can ngăn. Vì dạo gần đây đám đào mộ chúng nó lộng hành dữ quá, bên trong quan tài có của cải nhất định sẽ không để cho người chết được yên thân. Quan tổng trấn sau khi nghe ra thì thuận tình làm theo. Nhưng mà riêng cái hộp gỗ trầm và cái vòng này nhất định sẽ chôn cùng, vì sinh thời bà cụ nâng niu nó lắm. Buông một tiếng thở dài, cụ Nghị nói trong làn nước mắt. Chôn được ba hôm thì có người chạy về báo tin có đứa trộm mộ, nó đào quan bạch quách lên. Khi ra đến nơi thì thấy mả đất bị bới tan tành, tấm thiên bị cậy bung ra. Đám khốn nạn đó nó còn nẫng mất cái hộp gỗ. Đau xót hơn là nó còn lột luôn cả cái vòng cẩm thạch, cho nó chặt rụng tay của bà cụ. Quan tổng trấn hận lắm cho nên xua lính đi truy quét, nhưng mà chẳng thấy tăm hơi của cái thằng nào. Có lẽ chúng nó chôn ở đó rồi đợi thời gian sau mò về mà lấy chăng, cũng coi như là vật cũ hoàn chủ. Ông Bill nghe mà hơi thở nghẹn đắng trong cổ họng, cộng tâm trạng chơi với. Cảnh tượng ma quái buổi đêm lại hiện rõ trước mắt của ông. Bất giác ông liếc nhìn chiếc hộp, trên mặt gỗ vết bổ bén ngót của nhát cuốc hôm qua vẫn còn hiện rõ. Vậy là suy đoán của ông không hề sai. Chính cái vòng này đã dẫn ma, khẩm, nói đúng ra là dẫn vong hồn của mẹ quan tổng trấn vào nhà. Ông Bill vẫn nhìn chằm chằm vào vết xước trên mặt hộp gỗ. Ông nhớ lại khuôn mặt của người chết trên thanh xà gỗ trong buồng. Khuôn mặt u uất cùng một cánh tay bị chặt vẫn còn ám ảnh ông cho đến bây giờ. Sau khi hiểu rõ sự tình, ông đánh tiếng nhờ cụ Nghị đem cái vòng lên trả lại quan, coi như hoàn thành chút tâm nguyện của người chết. Sự việc đêm qua ám ảnh ông quá độ, đến giờ này ông chỉ mong thoát khỏi bóng ma này. Tiền tài vật chất ông chẳng còn đầu óc nào mà mơ tưởng. Vậy mà đùng cái ba ngày sau, cụ Nghị quay trở lại làng với ba dương vàng và 200 nén bạc trắng. Cụ Nghị trao tận tay hai vợ chồng, bà là quan tổng trấn có cái lễ tạ ơn. Ông bà Bill ngơ ngác nhìn nhau, sau cùng đem 10 thỏi bạc biếu cụ Nghị. Xin cụ thương xót giữ kín cho việc này, kẻo tay vách mạch rừng sẽ kéo theo nhiều điều phiền nhiễu. Từ hôm ấy bên mâm cơm đạm bạc, ông Bill lúc này hỏi thầm. Số của cải ấy bù nó đã cất kỹ chưa? Em giấu kỹ lắm rồi, thế thì em tính thế nào? Ông Bill ghé tay của vợ thì thầm về những dự định sắp tới. Nghe xong thì bà Bill cả mừng. Mà thầy em này, nay nhà ta đã có của rồi, sắp tới lại xoay sang làm ăn kiểu khác. Hay là cái bãi ngô mình mới khai hoang đó, mình đem cho gia đình của chú Tự đi. Vợ chồng chú ấy cũng chẳng có ruộng đất gì nhiều, lại thêm bà mẹ già 80 nằm bệnh quanh năm. Có mảnh đất đó ngay chú Tím chịu khó làm ăn, cũng không phải chịu cảnh giật gấu vá vai. Coi như mình làm phước thầy em ạ. Ông Bill nhấp một ngụm rồi thuận tình đáp. Xảy ra quá nhiều việc cho nên tôi quên bẵng đi. Tôi cũng tính như vậy, may mà bố nó nhắc. Bố nó có lòng thảo thơm thế thì tôi cũng mừng. Mà này, chuẩn bị cho tôi 5 nén bạc trắng, tôi đem qua cho chú Thi Mê làm vốn. Nhớ cái đợt là vợ chồng mình khoai chẳng có mà nhét vào mồm, không có chú Thím đó kêu mà chết đói cả nhà. Bà Bill hì hà buông đũa rồi vội vào trong buồng sắp xếp. Bữa cơm đạm bạc xong xuôi, ông Bill tất tả đi ngay. Ra đến hàng hiên thấy con chó ba chân đang nằm ở chân trống. Ông vui sướng bế thốc con chó lên đem ngược vào nhà, đưa cho vợ rồi dặn. Cái con Tam này nó đem lại vận may cho gia đình mình. Từ giờ trở đi bà cứ làm cho nó cái ổ trong góc nhà, đừng có để cho nó nằm dưới bếp mặt tội. Bà Bill nâng niu con chó và nở nụ cười nhân hậu. Dục chồng đi nhanh về nhanh, bà bế con Tam vào góc nhà, lót cho nó một cái ổ bằng vải màn cũ.
Chiều hôm sau, sau khi mà ông tự đi vào mảnh đất hoang để nhận đất, ông Bill tất tả trở về ngay. Từ chối bữa cơm rượu thiết đãi của vợ chồng người bạn, lấy cớ là về nhà có việc gấp. Ngay ngày hôm sau, vì số của cải quan ban cho còn lại nhiều quá, ông bà Bill đem ra tậu hàng chục mẫu ruộng, dựng lại căn nhà khang trang và thuê ba gian nô về hầu hạ. Phút chốc cuộc đời thiết là sang trang mới. Từ một hộ gia đình cùng đinh mặt hạng, chỉ sau một lần gặp may, ông bà Bill rũ buồn chễm chệ xếp vào hàng địa chủ. Nhờ vào tính thao vát và thói chăm chỉ của ông Bill, sau độ một năm tiền bạc trong nhà nhiều không kể xiết. Từ ba gian nô đến nay trong nhà đã nuôi 10 kẻ ăn người ở, thóc lúa chất đến 5 kho. Giàu sang là như vậy, nhưng ông bà Bill vẫn giữ nếp xưa, ấy là tính cách vẫn chân chất thật thà. Đối xử với hàng xóm chẳng có kiểu kẻ bề trên, hoàn toàn không giống với đám bá hộ trong làng. Chẳng những vậy, hai ông bà còn năng thi ân bố đức. Vào dịp tháng 7 âm lịch còn nấu cháo phát trần, chia tiền chia gạo cho nạn dân. Tiếng lành đồn xa trong và ngoài tổng đều nghe danh. Cũng trong một năm đó, con ta man ở trong nhà và được đám gia nô yêu ái gọi một tiếng cậu. Mới chỉ một năm dòng trôi qua mà con Tam nặng tới 15 cân. Thân thể mũm mĩm là như vậy. Lại thêm việc chỉ có ba chân nên việc di chuyển đôi khi cũng khó khăn. Ông Bill để ý con chó ba chân của nhà mình có ba điểm kỳ lạ, khác xa với đám chó ở trong làng. Đầu tiên là con Tam không hề thích ăn phân và chỉ thích ăn đồ luộc, vì coi con chó là ân nhân đem thịnh vượng đến nhà. Cho nên từ khi giàu sang, ông bà Bill đối xử với con Tam rất hậu. Đến bữa ăn ông bà ăn gì thì bát cơm của nó cũng có món đó. Và cũng vì vậy mà ông Bill mới nhận ra điểm kỳ lạ đầu tiên. Bằng chứng là đồ kho đồ xào thơm là như vậy, con Tam chỉ hít hít chứ chẳng thèm đếm xỉa. Vậy mà hít đồ luộc là nó chơi giáo, mà oái oăm thay lại còn ăn chay, chứ thịt cá một miếng chẳng màng. Thứ khoái khẩu nhất của nó hay ăn là sắn luộc, rau luộc, ngô luộc, tính ra thì rất dễ nuôi. Điều thứ hai mà ông Bill thấy lạ đó là con Tam rất thích bám chân của ông. Hễ ông chống ba tong đi thăm ruộng hay gia đình tản bộ là nó nặng nặc đi theo. Làng này có hơn 300 nóc nhà, quá nửa trong số đó đều nuôi một con chó. Đám chó nhà này không hề được xích cột, cứ thả rông chạy long nhong. Vậy mà cứ thấy cái dáng tập tễnh của con Tam là đám đó hoảng hốt bỏ chạy, chẳng khác gì là gặp thiên địch. Ban đầu ông Bill còn chưa để ý cho nên không nhận ra. Nhưng mà đến lần thấy con chó nhà cụ tránh rẽ đất chạy, lộn cổ xuống ruộng, ông mới biết con Tam nhà mình có cái uy lớn lắm. Chánh tổng của làng này là một người nhân hậu và thương dân. Cổ tránh có một thú vui duy nhất đó là tổ chức chơi chọi chó. Cổ tránh tuyên bố hễ con chó nhà nào chọi thắng con chó tên bèo của cụ thì sẽ được thưởng 5 quan tiền đồng. Đã có rất nhiều nhà trong làng từ nghèo đến giàu thi nhau đem đủ loại chó sang, nhưng con nào con nấy thấy tướng của con bèo cũng cắp đuôi bỏ chạy. Con chó nhà cụ tránh tên là giống chó hơ mông cộp. Con bèo này tướng mạo hệt như loài lang sói, thân hình chắc nịch đầy cơ bắp và nặng tới 25 đồng cân. Tính cách cực kỳ hung dữ và lì lợm. Chiều đó ông Mưu theo thói quen đi thăm đồng, nhân tiện sang thăm một người bạn là ông Tự để xem độ này việc gieo trồng ở mảnh đất năm nào có tốt hay không. Còn Tam hôm đó cũng cả nhắc chạy theo chủ của mình. Hai chủ tớ đi đến khúc ruộng đầu làng, đang khoan thai ngắm nhìn cánh đồng xanh mướt. Chợt một bóng đen ở bờ ruộng sộc ra, đây là con chó của cụ Chánh. Con bèo này ỷ mình có sức mạnh cho nên hay cắn càn. Và hôm nay suối quẩy làm sao, ông Bill lại đụng độ nó. Con bèo nha hai hàm răng sắc nhọn, đi vòng vòng quanh ông Bill, chực chờ cơ hội tựa một miếng, làm trông Bill hoảng hốt giữa cái ba to lên. Nhưng đúng lúc ngó ra đằng sau lưng, thấy con Tam đang cải nhắc nhảy đến, con bèo đột nhiên thay đổi thái độ. Nó hoảng hốt lùi lại mồm khép chặt, cổ họng rên lên ư ử. Và khi thấy con Tam tiến lại lử mắt, con bèo nằm dạp ra đất, đã ướt đẫm mặt cỏ và bỏ lít lại đằng sau. Như gặp phải thiên địch, con bèo quay người cắm đầu bỏ chạy chối chết. Sợ đến nỗi mà ngã lộn cổ xuống ruộng nước.
nhưng rất nhanh đã vùng lên chu ẩm mỹ hệt như đã ăn vạ. Trong khi ông Bill còn chưa hết bàng hoàng, con Tam đã tiến đến sát bờ ruộng. Nó lửa mắt nhìn con Bèo rồi nhấc một chân sau đái tổ tổ. Đoạn lại bày ra một nét mặt rừng rưng mà đuổi theo con bướm trên lòng đường. Trong khi ông Bill thích con chó của nhà mình quả thật là một con chó kỳ lạ. Việc thứ ba mà ông Bill thắc mắc đó là bất kể ngày nắng hay ngày mưa, đêm nào con Tam cũng tập tễnh bỏ sang hiên, chứ nhất định không chịu nằm trong cái ổ lót vải lụa mà bà Bill đã cất công chuẩn bị. Ban đầu ông bà Bill còn thương tình bế nó vào trong, nhưng mắt trước mắt sau con Tam lẻn ra và chỉ nằm đúng một vị trí bên phải cánh cửa ngoài hiên. Thế vậy ông bà cũng chẳng bận tâm thêm. Dòng đời Yên Hà trôi qua là vậy, thì được một cái biến cố ập đến với làng Yên Hà. Biến cố này ghê sợ đến mức ngay khi mà điều đó chuẩn bị phát ra, thì lập tức bầu không khí đã nhuốm một màu rợn rợn. Cảm giác rợn rợn đó còn làm cho con người ta rùng mình hơn cái lạnh của mùa đông, làm bất cứ kẻ cứng bóng vía nào cũng lẩy bẩy run sợ. Hai ngày trước khi biến cố đó xảy ra, đêm đó ông bà Bill ăn xong bữa cơm tối thì bảo nhau đi nằm sớm vì tiết trời mùa đông ngập trong mưa phùn và cái lạnh giá cố hữu. Đám gia nô trong nhà cũng đã hết việc, đi ngủ ở dưới nhà ngang. Chẳng ai muốn ra khỏi nhà trong tiết trời đen đặc và giá lạnh như vậy. Ở hàng hiên, con chó ba chân tên Tam đang cuộn mình ở vị trí cũ. Thẳng trong âm điệu xe sắt của đêm đông, con chó đột nhiên ngóc đầu dậy, mắt chằm chằm nhìn ra hàng rào. Trong phút chốc con chó đứng bật dậy, nó tập tễnh đi thẳng ra cầm, chui ra từ cái chỗ thủng dưới hàng rào. Con chó ngoái đầu lại nhìn căn nhà rồi tập tễnh lết chân đi. Hướng mà nó đi là hướng dẫn ra cánh rừng phía tây. Trong cơn mưa phùn dai dẳng, theo mỗi bước chân tập tễnh ấy, bộ lông trắng dần dần chuyển màu vì mặt đường lầy lội. Ra khỏi cổng, con chó càng lúc càng lết đi nhanh hơn. Thấp thoáng xa xa trong màn đêm âm u rượu vời, hàng trăm ngàn cây đại thụ sừng sững đã bày ra không thấy điểm cuối. Sục sạo đi sâu vào trong con đường cắt ngang cánh rừng, đến một đoạn ngã ba u tối, con Tam bỏ dạp ra đất, mũi khịt khịt đánh hơi. Trong đêm tối, cặp đồng từ màu nâu đồng như là sáng rực lên. Con Tam cứ giữ nguyên bộ dạng đó như đang đần tìm phương hướng. Mất độ ba nhịp thở thì con Tam đứng bật dậy, tiếp tục tiến sâu vào một con đường tùm hơn lúc nãy. Mãi cho đến mấy canh giờ sau, khi thời gian đã đổ về gần tờ mờ sáng, con chó ba chân này tìm đến nơi cần đến. Nơi đó chẳng phải nơi xa lạ, mà chính là ngôi mộ đất mà dạo nọ ông Bill đã chôn người đàn bà thất cổ ở cành sung. Tiến đến ngôi mả đất hoang tàn, con Tam đột nhiên quỳ mọp xuống, họng rên lên ư ử như tỏ vẻ buồn rầu. Con Tam cứ nằm bẹp ở đó một lúc lâu, đầu gác lên nấm mộ. Phải chăng giữa con chó ba chân và người đàn bà nằm dưới mộ này có cuộc trò chuyện không lời nào chăng? Cả ngày hôm ấy, con chó cứ nằm vắt ngang trên nấm mộ, lâu lâu chỉ rên lên khe khẽ một tiếng thảm não. Sáng hôm đó, ông bà Bill tỉnh dậy không thấy con Tam đâu, nhưng mà chỉ nghĩ con chó ham chơi đi đâu cũng kể. Nhưng mà đến bữa trưa vẫn không thấy con chó về lại nhà. Ông bà Bill bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Hai ông bà đi hỏi hết làng trên xóm dưới, lùng sục hăng hốc bãi hoang mà không thấy tăm hơi của con chó. Tối hôm đó ông bà Bill không sao ngủ được, trong lòng luôn dấy lên một dự cảm không lành. Tình mưa hôm sau, hai ông bà huy động hết gia nô trong nhà, lệnh gác lại công việc trong ngoài để tìm cho bằng được cậu Tam. Cẩn thận và lo xa hơn chồng, bà Bill sai bốn gia nô trẻ khỏe nhanh chân chạy sang mấy làng bên, thậm chí xuống cả huyện nha, tìm đến những lò mổ chó để hỏi thăm. Còn dặn rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải chuộc bằng được nếu thích cậu. Đám gia nô túa đi tìm, ông bà Bill cũng vội vã đi tìm. Nhưng mà đến sầm tối hôm ấy, khi mà cả đám hơn chục người tụ họp, mặt mày ai nấy đều bơ phờ, song tung tích con chó ba chân vẫn bận vô âm tín. Bà Bill khóc sưng húp cả mắt mũi, bỏ ăn bỏ uống nằm lì ở trong buồng. Ông Bill cũng ngồi bặc mặt ở hàng hiên, mắt đăm đăm dõi ra chờ đợi nhưng chẳng thiết tha cơm nước gì. Mất một lúc rất lâu sau, ông ấy thất thểu bổ vào trong buồng nằm an ủi vợ.
Bà Bill sau một ngày tìm kiếm kiệt sức, thêm việc buồn chán cho nên ngủ liệm đi. Còn lại một mình ông Bill chìm trong nỗi bất an vô định. Mà đến đầu giờ máu ông Bill mới mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng vừa chợp mắt chưa lâu, ông giật mình khi nghe tiếng gõ cửa vọng lại. Tiếng gõ đó trong đêm đen phát ra rất lớn, kéo ông Bill bằng hoàng tỉnh giấc. Lồng cồng ngồi dậy, ông Bill dò dẫm tiến ra hạ then cửa, trong khi đôi mắt vẫn còn cay xè, thậm chí mơ hồ chứ chưa tỉnh hẳn. Cửa vừa mở ra thì một luồng âm phong từ bên ngoài sộc vào làm cho ông rùng mình. Lờ mờ bên ngoài hàng hiên cách chỗ ông đứng chỉ độ 5 bước chân, có một màn sương trắng đục bao phủ. Và đứng lẫn trong vùng mờ sương ấy, ông Bill giật mình khi nhận ra gia đình ba người nhà ông Tự đứng đó im ắng như là ba cái bóng. Bà cụ thân sinh ra ông Tự đứng ở giữa, hai bên là vợ chồng của ông Tự. Cả ba đều nhìn ông Bill bằng một đôi mắt ưu tư như chứa đầy tâm sự. Ông Bill thẳng thốt một giây rồi vội giục: "À chết, sao cụ và chú Thím lại sang đây sớm thế này? Vào nhà đi kẻo chết cóng bây giờ." Nhưng mới chạm vào cánh tay của bà cụ thì một cảm giác lạnh lẽo tột độ truyền đến, làm cho ông Bill vội rụt tay lại. Bàng hoàng ngẩng đầu lên, ông khiếp đảm thấy ba gương mặt thân thuộc đột nhiên không ngừng rỉ máu. Máu trào ra từ hai hốc mắt, hốc mũi, ọc ra từ miệng, thấm đẫm cần cổ một màu đỏ chết chóc. Cùng lúc đó một giọng nói âm vang như từ cõi địa ngục A Tỳ xa xăm: "Chạy đi, bác Bưu ơi, chạy đi." Thanh âm ấy vang lên ngừng lại, cũng là lúc ba cái đầu lâu rụng luôn xuống hàng hiên. Ông Bưu hét lên rồi choàng tỉnh, hoảng hốt nhìn quanh căn buồng ngủ đang lập lòe ánh đèn dầu. Ông hốt hoảng quay sang vợ, cũng là lúc bà Bưu vùng dậy kêu thét lên, vì chính bà cũng vừa mơ một giấc mơ như vậy. Cùng lúc đó tại nấm mộ hoang nằm sâu trong rừng già, con chó ba chân đột nhiên trợn mắt đứng dậy. Con chó cào cái chân trước độc nhất xuống mấy lần rồi ngửa cổ chu lên một tràng ai oán. Tiếng trống đầy sức nặng này khiến cho đám thú hoang trong rừng hoảng hốt chạy đi. Chim chóc vỗ cánh rào rào làm xôn xao cành lá. Ngay lập tức con Tam đích nhanh về làng. Quay trở lại với gia đình của ông bà Bill, đem hai giấc mơ đối chiếu, cả hai hoảng hốt nhận ra từng chi tiết trong giấc mơ đều giống nhau như một. Đang rơi vào trạng thái bàng hoàng thì tiếng hét thê lương nơi góc làng đã vang lên. Không chỉ ông bà Bill, đám gia nô trong nhà hầu hết đều trong làng Yên Hạ đều bị đánh đập. Chỉ chưa đầy nửa khắc, người ta ùn ùn kéo ra ngoài đường, ai nấy mặt mày xanh mét nhìn nhau và kéo về hướng phát ra tiếng kêu ấy. Đến nơi thấy thằng mõ trong làng đang ngồi rúng gió ở gốc cây, mặt cắt không ra một giọt máu. Một đám nhanh chân chạy lại sốt sắng hỏi, chỉ thấy thằng mõ trò tay về hướng nhà ông bà Tự rồi lắp bắp: Chết người rồi." Ông bà Bill cùng gia nô lao ra đến nơi, cũng là lúc thằng mõ lăn quay ra ngất lịm. Ồn ồn kéo nhau vào sân nhà ông Tự, thảm cảnh lúc đó mới bày ra. Ngay ở hàng hiên, ông Tự chết cục ở giữa cửa, đầu rụng ra lăn lồng lốc một đoạn, máu tươi đọng thành vũng thâm xì. Lao vào trong, bà Tự bị trói nghiến vào bàn chân, đầu nằm cách thân một đoạn tầm một trượng. Và trên giường, bà cụ thân sinh ra ông Tự quần trơ mỗi cái cần cổ. Tấm chăn sần cũ thấm đẫm một màu đỏ chết chóc. Trong nhà mùi máu tanh ám ảnh cả không gian, đồ đạc bị bới tan tành, máu tươi bắn không chừa ngóc ngách, biến không gian lạnh lẽo ám một màu nồng nực cực kỳ tởm lợm. Đám người mới hùng hổ lao vào, nay gặp cảnh này thì chen chân chạy ngược ra, thi nhau nôn ói mật xanh mật vàng. Ông bà Bill cũng trong số đó. Ngay lập tức vụ án rúng động được làng Yên Hạ, được cụ Tránh sai người phi ngựa lên báo quan. Vì là chỗ đồng cam cộng khổ, lại thấy gia đình của bạn chết thảm quá, nên ông bà Bill đứng ra lo liệu cho đám tang. Sau khi quan huyện nghiệm thi xong, ông bà Bill mới cho đội tang lễ khâu ba cái đầu lại, rồi đám ma bắt đầu được cử hành. Bầu không khí đã nhuốm một màu rợn rợn, vương đầy tử khí. Cả làng bắn nhau quản ba cỗ quan tài trong nhà một đêm và sáng mai tập trung đem đi chôn. Cho đến sầm tối hôm ấy, thấy chồng mình cả ngày lo chạy vậy cho đám tang, bà Bill thương tình khuyên chồng về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Ông Bill cũng cảm thấy trong người không được khỏe cho nên tính về ngả lưng,
đặng một lát nữa tiếp tục sang túc trực cho đến sáng. Ngay khi vừa đặt chân đến cổng thì lòng của ông dấy lên một chút mừng vui vì thấy con chó ba chân đứng lù lù ở giữa sân. Ông Bill cảm mừng tiến lại tính vỗ về con chó, nhưng mà đột nhiên con Tam nhào tới rất nhanh. Không phải bộ dạng mừng rỡ hàng ngày, lần này nó bày ra một bộ dạng cực kỳ hung ác. Hàm răng nhọn hoắt với nhớt dãi thòng lòng nhe ra, lồng toàn thân con Tam dựng đứng lên với tiếng gầm gừ điên dại. Trong khi ông Bill còn đang bất ngờ thì con Tam đứt ngay vào cánh tay của ông. Qua một cú giằng mạnh, một mảng da thịt của ông Bill bị giật tung, máu me chảy đầm đìa. Tưởng con Tam phát dại, ông Bill cuống cuồng dùng ba tong xô con chó. Bản thân của ông thì lùi dần và cắm đầu bỏ chạy. Đúng lúc đó có thể Lăng Huân đã đám ma về, thì ông Bill máu me ướt đẫm. Thể Lăng hoảng hốt vội hỏi rồi đưa ông về nhà băng bó. Sau đó thì đưa tin báo cho bà Bill biết. Nghe thấy tin dữ thì bà Bill cuống cuồng lao sang, nhưng ông Bill đã điệp đi trong cơn sốt ly bì. Gia nô 10 đứa thì 8 đứa được ông Bill cử đi tìm vị thầy cúng cao tay ở làng bên. 2 đứa còn túc trực bên đám ma theo lệnh của ông, cho nên giờ này chỉ còn bà Bill với trăm mối tơ vò. Cùng lúc đó ở nhà, sau khi cắn chủ, con chó ba chân lết nhanh lên hiên. Nó dùng đầu húc tung cửa chính khiến cho thanh gỗ cài tạm bị rơi ra. Lèn vào nhà xong, con chó lại dùng đầu khép cửa lại rồi chui tọt vào trong buồng, leo lên giường nằm đoạn dùng miệng kéo chăn che kín toàn thân. Quay trở lại với ông Bill, liềm trong cơn sốt sắng, ông Bill nằm mộng thì mình đang đi bộ trên con đường rừng. Ông cứ đi, đôi chân vô thức kéo ông đến đoạn đường xưa cũ, nơi ông đã chôn cất người đàn bà thất cổ ở cành sung. Dưới bóng trăng trắng ngà yếu ớt len qua tán lá, ông thấy một người đàn bà còn khá trẻ ngồi lù lù trên mộ hoang phế. Ông Bill cảm thấy hơi rậm rột cho nên lên tiếng để hỏi. Sao người đàn bà đã lên tiếng trước? Thanh điệu âm u ấy nghe văng vẳng như vọng về từ chốn nào xa xăm. Ông Bill bản thân cả đời bươn trải sóng gió nhưng chưa bao giờ được nghe qua. Cái giọng nói cứ rợn rợn lạnh lẽo u uất nhưng để thoát tục. Lại âm, tôi là kẻ được ông thương tình chôn cất ở đây. Tôi bị đám ác ôn nó giết hại cướp của, mày có ông thương tình chôn cất, không phải phơi thịt phơi xương cho diều quả ăn gan uống máu. Này tôi hiện về báo với ông một chuyện. Con chó ba chân theo ông tự dạo nọ chính là con chó mà tôi cứu được ngày trước khi bị đám ác ôn kia làm hại. Vì cảm ơn cái ông chôn tôi cho nên nó theo gia đình ông, giúp gia đình ông trở nên giàu sang phú quý. Nhưng cũng chính việc đó đã vô tình làm hại đến bạn ông, và sắp tới là đến gia đình của ông. Ông Bill cứng họng, chân tay đờ ra. Thân ảnh người đàn bà đó vẫn ngồi xếp bằng trong vùng sương mỏng đang bổ vây huyệt mộ. Bóng mà đó thoát ra một âm thanh thoát tục như vọng về từ chốn u minh. Có một tên trộm mộ người tổng kế bên đã đào mà bà cụ thân sinh nhà quan. Tên đó tính vô vết vàng bạc trong quan tài, nhưng chỉ thấy một cái vòng cẩm thạch và một cái hộp gỗ trầm hương. Biết hai thứ vật này có giá trị, gã nhẫn tâm chặt tay xác chết để lấy cái vòng. Đúng lúc trộm xong thì bị người ta phát hiện. Tên đó trốn vào trong rừng để lùng bắt sự truy quét. Tới mảnh đất hoang nơi gia đình cũng khai khẩn, tên đó bỏ cái vòng vào hộp, đem chôn dưới một mé bờ đất cách gốc cây xoan đào. Đến khi nào mọi việc lắng xuống sẽ đào lên. Nhưng chính con chó ba chân đánh hơi được và báo cho ông biết. Thẳng trong tiếng gió xe sắt, giọng của người đàn bà như càng gấp gáp hơn. Tên trộm mộ đó mấy ngày trước đã quay lại đào cái hộp, phát hiện nó không cánh mà bay. Lại thấy vợ chồng bạn ông từ chòi ngô bỏ về, cho nên bám theo. Chính hắn đã ra tay tra khảo và chặt đầu cả nhà bạn ông. Hắn đã phục sẵn ở đình, trời tối nay sẽ ra tay sát hại vợ chồng ông và cướp sạch tiền. Con chó vì sợ ông mất mạng cho nên ra sức ngăn cản. Lại âm, từ giờ cho đến lúc trước nửa đêm tuyệt đối không được về nhà. Lại âm. Ông Bill rú lên rồi choàng tỉnh. Ông hoảng hốt bật dậy khi thấy gương mặt của vợ cùng với ông làng đang xanh mét nhìn ông. Không để cho vợ hỏi, ông Bill thẳng thốt lắp bắp, mấy giờ rồi? Bà Bill lúc này run rẩy nói, ông lịm đi mấy canh, quá nửa đêm rồi, ông làm tôi lo quá.
Ông Bill vùng dậy chộp lấy cái ba tong, đi xăm xăm ra cửa mặc trông Lang và bà Bill ngơ ngác trông theo. Thấy chồng của mình lạ quá, bà Bill chộp lấy cây đuốc rồi vội vàng đuổi theo. Trên đường về, ông Bill đem mấy giấc mộng kỳ lạ thuật lại cho vợ. Và trong nhà, cả hai cảnh giác mở cổng rón rén tiến vào. Cánh cửa chính vừa được mở ra, bên trong nhà hoàn toàn im ắng, nhưng đồ đạc đã bị xáo trộn. Nhà mắt nhìn kỹ, hai ông bà khiếp đảm khi thấy một vệt máu kéo dài từ buồng đến nhà ngoài. Vết máu chảy ra hiên dẫn ra vườn sau. Cả hai khiếp đảm lần theo dấu máu nơi cái ao tù sau nhà. Dập dành ngầm mặt nước sắt bờ ao, một cái xác người lồi lềnh bềnh ở đó. Ông bà Bill hoảng hốt tiến lại và thảm cảnh lúc đó như được nhân lên. Con chó bà Trần Trung Thành đã chết. Lưng của nó bị chém một nhát tới thanh mã tấu vẫn ghim ở sống lưng. Hàm răng của con chó vẫn cắn chặt cổ cái xác kia như đã không rời. Vậy là lời báo mộng trong giấc mơ là đúng. Con Tam đã chết thay cho chủ. Và cái xác này chính là tên sát nhân đã giết hại gia đình của ông Tự, cũng như tính giết vợ chồng của ông đêm nay. Trong đêm tối, hai ông bà kéo hai cái xác lên. Xác của tên giết người ngay trong đêm được ông bà đem đi táng ở ngoài bãi đồng mà. Riêng con Tam thì được chôn cất sau nhà. Sau lần ấy, gia đình của ông bà Bill đứng ra lo hương khói cho ba ngôi mộ nhà ông Tự, xây cho con Tam cây miếu sau vườn. Ngôi mộ của người đàn bà thất cổ trong rừng cũng được ông bà cho bốc về nghĩa địa của làng để tiện bề hương khói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.